Hello anh em, chào mừng anh em đến với số hỏi đáp Keep AMA episode 7. Trước khi vào nội dung chính thì mình cũng rất là cảm ơn các cái clip trước anh em ủng hộ cũng rất là nhiệt tình. Và mình hy vọng là anh em vẫn giữ cái sự kết nối đấy, chủ để chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau. Mình thì có nguồn thông tin, có nguồn câu hỏi để ra những clip tiếp. Và anh em thì cũng nhận được những cái sự giải đáp mà mình chưa, những vấn đề mình chưa biết trong cái bộ môn này. Hôm nay thì sức khỏe không được tốt lắm, đang hơi sụt xịt. Hy vọng là đủ sức thu hết cái clip này. May nó chưa ho. À, một phần nữa là các cái nền tảng ấy thì như là YouTube, như là Facebook thì bây giờ nó cũng đẩy tương tác, nó rất là hên xui. Thì anh em tiện đâu đặt câu hỏi đấy nha, có thể là nếu xem clip này có thể đặt luôn câu hỏi ở dưới phần comment clip này luôn. Hoặc là mình có lên bài ở trên các group về phím cơ, cũng như là mình có lên ở trang tab cộng đồng của YouTube, thì anh em subscribe và follow để kết nối chúng ta nắm bắt thông tin với nhau nha. Sau đây thì xin vào nội dung chính của cái số hỏi đáp này. Bạn Hiếu Trung có câu hỏi là cho mình hỏi được các em chơi no foam bản chất là khi chưa xem, gõ chai trên mạch là tiếng cũng hay rồi đúng không? Mình newbie mới trải nghiệm được ba em nhôm là C7, neo 65 và M3. Thử test no foam của ba con thì C7 neo 65 tiếng ổn, nhưng mà con M3 thì mỏng dính. Vậy nên có phải mạch cũng là một yếu tố quan trọng giúp các con phím có chơi được no foam không? Vì lê la các group. Ừ đúng. Như này, nó sẽ có hai vấn đề. Thứ nhất là những cái con mà no foam mà gõ hay ấy, thì bộ lòng ở ngoài thường nó cũng hay. Nhưng ngược lại, những con bộ lòng ở ngoài gõ hay chưa chắc cho vào cây no foam gõ đã hay đâu nhá. Nó không phải là hai hai thứ có thể là suy ngược ra nhau được. Còn cái con M3 thì thôi, tại vì nó ở cái phân khúc rẻ quá, nhà sản xuất thì cũng hướng đến là chơi full foam rồi, nên là chơi no foam con đấy thì nó cũng không ổn. Mạch cũng là một yếu tố quan trọng thật. Thường là những con mà no foam mà gõ hay thì mạch nó không flake cut đâu, mà mạch 1.6. Tuy nhiên nó chỉ là một yếu tố thôi, còn plate, còn thiết kế cây, còn rất nhiều yếu tố khác quan trọng. Nếu bạn muốn biết là nó gõ no foam hay không thì bạn phải xem đầy đủ lên cái kit, chứ không phải là mỗi bộ lòng ở ngoài gõ hay là kết luận được. Bạn Hoàng Trần Văn ED5FK cho hỏi là dùng phim PC hay Boron, PC 0.15 hay Boron 0.3 thì khác gì nhau không? Khác hoàn toàn. Thứ nhất chất liệu nó khác nhau, thứ hai độ dày nó khác nhau đúng không? Boron thì nó là chất liệu mềm, nó có thể co giãn, nó flex một chút, flexible. Còn PC là chất liệu cứng. Mình thì mình thích dùng Boron hơn, tại vì như các bạn đã biết là mình cho phim vào để làm khít những con switch mà khi mà thiết kế ra cái housing của nó không được khít đúng không? Nhưng làm sao các bạn biết được là nó không khít như thế nào, nó không khít khoảng cách bao nhiêu? 0.15 hay 0.1 hay là 0.2 hay 0.3 đúng không? Tại sao bạn dùng cố định phim cứng 0.15? Mình rất là không thích phim PC ở khoản đấy, tại vì nó cố định à, nó không thể co giãn, nó không đàn hồi. Bây giờ con phím, con switch của bạn chỉ hở có 0.1 thôi. Bây giờ bạn lắp 0.15 thì 0.05 còn lại bạn định nhét nó như thế nào? Cái con switch nó sẽ phải, cái phim nó không biến dạng thì cái con switch nó sẽ phải biến dạng để nó gắn vừa cái phim đấy. Thường là sẽ là hai cái ngàm, bốn cái ngàm nếu mà cherry, hoặc hai ngàm của kêu. Kêu thì thường là ít khi phải phim lắm, ở cherry thôi. Thì là bốn cái ngàm cherry ở bốn bên nó sẽ hơi bị choãi ra để nó có thể khít vào. Nó sẽ không ở trong cái trạng thái bình thường. Cái ngàm choãi ra thì nó gây ra một cái hệ quả là gì? Là cái top housing, cái lỗ trên top housing nó sẽ bé lại. Nó có thể gây kẹt, có thể gây chì, nó có thể gây khớp thắt thai. Nó rất là nhiều hiệu ứng mà mình không mong muốn. Đúng không? Nên là mình không thích cái phim PC ở cái vấn đề đấy. Mình thích dùng phim Boron hơn, phim mềm hơn. Đó, thì còn phim PC nếu mà lắp vào một con switch mà gọi là vừa vặn với nó thì âm nó cho sẽ đanh hơn là phim Boron. Phim Boron âm nó sẽ dày dặn hơn một chút. Đương nhiên là lắp phim vào thì switch có thay đổi âm nhưng sẽ không nhiều. Nên là các bạn cứ tùy chọn theo sở thích của mình. Nếu mà thấy cái nào ok, nhớ các bạn chỉ thích PC thì sao không nhất thiết phải theo mình nói nhé. Phương Mai DE2DM
là một đại cương về Franken D. Em dùng BCB, Boss No Quit rất là mượt thì đấy, bạn nói một thôi một hồi. Chốt lại là dùng cả stem cream giả cầy mua trên Shopee và Cherry Top. Thì muốn hỏi tại sao việc đổi boss có thể tạo ra nhiều khác biệt về âm thanh như vậy? Âm thanh của một con BCB có phải chỉ cần Cherry Top và Palm Long Pole Stem là tạo ra không? Và muốn hỏi một số con Franken hay khác. Đầu tiên là đại cương Franken thì mình không làm được, tại vì đấy không phải chuyên môn của mình. Mình chỉ grab mấy con gọi là phổ biến và những con mình biết thôi. Còn rất là nhiều con có thể mình không nghiên cứu sâu về cái đấy. Thì các bạn bạn có thể đăng câu hỏi hoặc là xem một số bạn nào mà có chuyên môn tốt hơn về cái đấy thì giải đáp thêm cho bạn ở dưới. Hoặc là làm, nếu có thời gian thì bỏ công sức ra làm một bài cho cộng đồng. Cộng đồng sẽ rất cảm ơn các bạn. Thứ hai là đối với mình thì BCB nó phải là stem cream và top cherry nhá. Còn stem giả cầy, giả củng và stem pom dài thì mình không, đối với mình thì không phải là BCB. Và nó cũng sẽ khác. Nói chung là chơi BCB thì không nên chơi stem fake, không nên chơi stem clone. Tại vì nó là một cái con switch, ngoài cái giá trị sử dụng ra, nó còn có một cái giá trị nhất định về cái hình tượng, về cái lịch sử, về việc sưu tầm. Nên là chơi stem giả cầy nó sao sao ấy, không ổn lắm, đúng không? Còn nếu mà các bạn thấy mà chơi thế vẫn ổn với bạn, bạn cứ chơi thôi, tại vì phù hợp với mình, thú vui mà. Đổi boss tất nhiên tạo ra khác biệt, nó không chỉ khác biệt về âm thanh, nó khác biệt về độ dài hành trình, nó khác biệt về độ mượt, nó một cái boss khác hẳn mà. Con switch có 3 phần, bạn đổi phần 3 rồi, làm sao mà nó không khác được, đúng không? Nếu bạn cứ đổi thôi, đổi nếu phù hợp với bạn, bạn chơi không vấn đề gì cả. Một số con Franken khác thì ngày xưa biết mấy con như kiểu Cream Paca, Cream Sickle, Ice Cream đều là stem cream cắm vào một cái switch cả. Nhưng stem cream V2 bây giờ không grab được tại vì bị to. Nên là grab nó sẽ bị trì, nó bị kẹt, nó không grab được. Thì bây giờ anh em hay grab một số con như là con gì nhỉ? Ví dụ như là Cherry Brown, thay bot Cherry Blue vào để cho cái khớp của nó rõ ràng, nó cục hơn. Nó cũng là một con Franken, tại vì nó cũng không phải con Brown nguyên bản. Con đấy anh em nào thích chơi Brown thì rất là thích. Hay là con Holy Chicky, Housing Cherry Blue và stem Holy Panda Halochu đấy. Hay là con, nếu mà thắc thai, nếu mà linear thì có thể gần đây có con mấy con Pewberry này, Modern Grey này, bạn thay top của Cherry vào, nó cho cái cảm giác bấm hơi Cherry một tí và âm top out hay hơn. Còn lại mình không biết quá nhiều con Franken đâu. Cái môn này thì cũng là cái môn mà tà đạo thử mà. Các bạn có thể thích con nào các bạn có thể thử, không vấn đề gì cả. Bạn Khánh Vũ BV6PK hỏi là đang dùng 3098N nút shift trái đang bị trì, switch bình thường chuyển stab khác thì hết, thì vậy nên chỉnh stab như thế nào? Đã nắn thẳng hoài. Thứ nhất là mình không biết bạn mod như nào, thẳng đến mức độ nào và tiêu chuẩn thẳng của bạn ra sao. Thì bây giờ trường hợp này đơn giản nhất là bạn thay stab đi thôi. Stab đang có vấn đề đúng không? Không phù hợp với cây, hoặc là việc bạn mod có vấn đề thì bạn thay stab khác mà hết, thì bạn thay stab đi thôi cho dễ. Làm gì mình khổ thế thay stab mấy chục nghìn. Bạn Van Lop viết tiếng Anh nhá, nhưng mà thôi đọc là Van Lop đi, nghe cũng hay. Có cách nào bịt flake cut không anh? Và build no foam với cái PCB flake cut Berkey có bị đuổi không ạ? Thôi, flake cut Berkey thì build no foam cái gì? Flake cut Berkey mà build để nó gõ được ổn là may rồi. Nó đáy xã hội luôn rồi chứ đuổi gì nữa. Nếu mà no foam, bịt flake cut thì bạn là một, có nhiều cách lắm. Đây, bạn mua băng dính. Có mấy loại ấy. Ví dụ như là cái băng dính này, băng dính gì mình quên bố tên rồi. Đây, băng dính kiểu này bạn mua để bịt flake cut. Đây. Bịt flake cut. Hoặc là băng dính các bạn tiện băng dính nào các bạn dùng loại khác cũng được, không nhất thiết phải đúng loại này đâu. Để mình tìm xem mình còn có cái băng dính nano nữa cũng dùng để bịt flake cut được. Đây, băng dính nano kiểu này cũng có thể bịt flake cut được. Đây là băng dính PTFE. Có thể bịt flake cut được. Search YouTube băng dính PTFE là được. À quên, Shopee.
lại quên search YouTube làm gì. Có cách nữa là bạn dùng keo nến. Nếu có súng bắn keo nến, bạn có thể bắn keo nến để bịt flex cut được, vô tư không sao. Bạn có thể dùng tape 3M, tape masking tape, tape giấy hoặc là washi, gọi là washi tape, dùng để bịt cũng được. Có băng dính trong thì thôi dùng tạm cũng được. Hoặc là có một số bạn cẩn thận thì đổ resin rồi chiếu đèn cho đông lại. Thì có bạn viết bài hướng dẫn cái này rồi đấy, thì bạn lên đậu phím cơ thì phải, bạn tìm cái đổ resin che flex cut thì bản chất nó là đổ resin ra rồi chiếu đèn cực tím cho đông lại mà. Nó cũng không thể giống được cái PCB sản xuất không flex cut từ đầu đâu, nhưng mà nó hạn chế được phần nào, nó siêu cái buồng âm kín lại để tiếng nó đỡ chán. À đấy, nhưng mà mấy cái PCB mà flex cut ít thôi, còn nếu flex cut bulky thì thôi, đóng full foam vào. Bạn Gary Nguyễn 3995 hỏi là việc loop switch bây giờ có mang lại nhiều khác biệt không, khi nhiều con switch đã ngon sẵn rồi, stock rồi, trừ mấy con cherry phải loop lại. Với cho anh xin đánh giá với con Danny 75. Cái câu chuyện switch mà được clean và loop tay nó là một câu chuyện, là một thế giới khác hẳn so với cả free loop luôn. Những cái con mà bạn nghĩ nó là ngon từ stock rồi, thứ nhất là nó cũng tương đối ngon, nếu các bạn dễ tính các bạn có thể dùng được luôn. Thứ hai là nó ngon hơn những cái con switch ngày xưa bạn dùng, nhưng mà có sự đồng đều và có sự cẩn thận, có sự đầu tư nhất định, thì cái việc mà clean đi lúc tay thay lò xo và xử lý nó là cái việc bắt buộc. Có thể tiêu chuẩn của mình hơi cao, nhưng mà chơi cái bộ môn này là cái bộ môn mà mình làm ra một con phím nó gọi là hoàn hảo tối đa cho mình chơi, cho mình dùng, để mình có cái sự gọi là trải nghiệm thỏa mãn, thì mình phải làm những cái tốt nhất, đúng không? Có điều kiện nên làm những cái tốt nhất, còn nếu mà mình thấy cái đấy là ổn rồi và mình không muốn làm thì cũng không phải vấn đề lớn, mình chơi vui là được. Bạn DJ Sơn NT1090 có hỏi là VBCB và OBCB có khác nhiều không? Độ mượt phụ thuộc vào stem hay housing. Làm VBCB hoặc OBCB có cần burn không? Burn khoảng bao nhiêu lần? Thứ nhất là về âm thanh ý, thì còn tùy loại VB bạn dùng để lấy là housing. VB 584 với 87 nó khác, VB 8890 nó khác, VB 590 đến 94 nó khác. Nhưng về cơ bản thì mình có thể mình tay trâu, nhưng mà mình nghe thì nó không khác quá nhiều đâu, mình chơi cái nào cũng được. VBCB thì nó vẫn, mình vẫn đánh giá cao cái giá trị sưu tầm nhiều hơn. Đương nhiên là Old Black thì housing các thứ nó không mượt bằng, phải xử lý thêm. Nhưng mà về âm thanh hoặc là về chơi thì mình thấy nó cũng, ví dụ như là VBCB điểm cao được 10 điểm chẳng hạn, thì cái kia xử lý tốt được 8 điểm rưỡi, 9 điểm. Độ mượt thì nó phụ thuộc cả vào stem, cả housing, cả top, cả bot. Và bạn chơi cái hệ mà BCB lắp vào housing cũ như thế thì độ mượt nó phụ thuộc rất nhiều vào cái độ mới của cái con switch, độ nguyên vẹn của con switch. Và cái gu của bạn là thích sạn bao nhiêu hay là thích mượt hẳn thì bạn burn, có thể burn con switch của bạn không ổn lắm bạn burn nhiều, còn ngon sẵn là bạn burn ít hoặc không burn. Nhưng mà không phải là cứ burn nhiều thì nó sẽ mượt đâu, nó còn phụ thuộc hư hại mức nào, có cứu được không, hoặc là cũng có những cái bài mod khác ngoài burn, đúng không? Diamond Bullets hay là gì đó, loop, mồi mũi. Đó. Đánh giá con Denim 75 à, thì bây giờ cái phím tầm đấy của nó là vô địch rồi, tại vì chả con phím nào có tầm giá đấy mà được option như thế cả. Nhưng mà nếu mà chợ hỏi mình là con đấy nó có ngon không thì mình con phím gõ ra chữ thôi, không ngon. Bình thường. Bạn nhập môn thì gõ ok, nó ngon hơn những con tầm dưới, nhưng mà ngẩng lên trên nó chả bằng ai cả. Đấy, câu chuyện của nó là nó chỉ đứng ở chỗ đấy thôi. Nó là một con phím 2 triệu. Và các bạn mua, các bạn chơi thì với tâm lý là mình chơi một con phím 2 triệu. Nó được như thế là tốt rồi. Và lên trên sẽ có những con phím ngon hơn. Bạn Quang Anh Nguyễn 7366, bạn cho hỏi cách phân biệt và nhận diện vintage black so với dòng black khác. Thì nó khó lắm. Dễ nhất là bạn mua một cái bot mà chưa dã hàn, bạn nhìn thấy nó là trước năm 94. Đấy, theo nhiều người
công nhận với nhau nó trước năm 94, nhưng con năm 94 thì cũng phải xét này. Chắc ăn thì cứ trước năm 90 đi, hoặc là đằng sau nó ghi là made in West Germany đi, từ hồi Đức, Tây Đức và Đông Đức còn nó còn chưa đập bức tường Berlin ấy, thì chắc chắn nó là vintage black. Còn nếu mà đưa một con Switch mà không có trên mạch thì nó có nhiều câu chuyện lắm, nó là câu chuyện kinh nghiệm và câu chuyện đủ thứ, rất là dài, rất là tỉ mẩn. Mỗi người có một kinh nghiệm khác nhau và rất là nhiều tranh cãi. Ờ, câu chuyện là còn tranh cãi nữa cơ, nên cũng không tiện nói ở đây. Làm sao để biết một vẻ VB ngon? Đầu tiên nó là con VB, vậy xác định nó là VB được rồi đúng không? Vẻ VB ngon thì nó càng mới càng tốt, nó càng ít hư hại càng tốt. Đấy là câu chuyện đầu tiên. Nó hư hại thì có 84 hay là 87 bằng rời, chịu. Nó phải mới, nguyên, ngon lành. Thậm chí là new old stock, những con mà kiểu con phím mà ngày xưa sản xuất hồi đấy nhưng mà nó vứt kho, nó chưa dùng ấy, hoặc là nó dùng tí gần như nó còn mới nguyên ấy. Bỏ ra thì có thể các bạn tách cháo bát với nhau, bạn rửa riết, các bạn lắp lung tung mà khi nó vẫn ngon. Còn có những cái bot mà nó đã chán, nó đã hư hại rồi, bạn có xử lý riêng từng con một nó vẫn cứ chán bình thường. À, cho hỏi là switch bạn drop your stick, tí nữa thì đọc nhầm đấy, drop your 5383. Switch gắn trên mạch Hàn một thời gian rồi muốn lúp lại, không phải giã Hàn thì có cách nào không? Nếu mạch bạn mà bladeless thì có cái dụng cụ mà mở switch trên mạch mà không cần giã Hàn đấy, nhưng mà nó cũng thao tác nó cũng cực, với cả bạn lúp mà trên không giã Hàn thì rửa riết nó cũng khó lắm. Nói chung là giã Hàn ra mà dùng à, mà xử lý xong rồi lại Hàn lại là cách hiểu lý nhất. Bạn Yin Editor hỏi là vì sao Phongbob lại trở nên kén người chơi? Phongbob có thực sự tệ? Đầu tiên phải nói là cái Phongbob là cái không kén người chơi, nó là cái thân thiện với người chơi mới nhất. Xong rồi mới đến các con phím về sau, tại vì cái con phím về sau nó thực ra là những người mới mà gõ họ sẽ không ấn tượng bằng những con Phongbob đâu, nổ tiếng dày dặn, nổ to, nó không hề kén người chơi. Những cái người chơi Phongbob chán rồi, tại vì bạn Phongbob nó ra đời cách đây khoảng 3 năm rồi, 2020. Từ đấy đến giờ mà thời Covid rất nhiều anh em đổ cái bộ môn này phát triển rất là nhanh, rất nhiều anh em đổ xô vào chơi, người ta chơi Phongbob từ đầu rồi. Xong sau người ta chơi mãi, người ta thấy lắp con Switch nào cũng như nhau thì người ta chán, người ta đổi. Đấy là những cái người chán Phongbob rồi, người ta đổi đi thôi. Chứ còn những người mới nó vẫn là câu chuyện là vào chơi Phongbob vẫn ngon bình thường. Còn tệ hay không thì còn phải xem là gu, xem sở thích. Bạn gõ thấy ngon thì nó là ngon, đúng không? Phím mình chơi mà, đừng có để phím nó chơi lại mình. Bạn TPA159, anh ơi dòng Cherry MX RGB có khác biệt gì với dòng Cherry MX thường và HG về âm thanh cảm giác gõ không? Nó khác cả âm thanh cảm giác gõ luôn. Con Cherry MX RGB thì thường làm trên những con phím mà preview cũ cũ rồi mà, hoặc là rẻ rẻ để nó có thể xuyên led, trông cho nó ngầu ngầu, nhưng mà led đấy nó cũng không đẹp. Led đấy gọi là led không phải led RGB, led quên mất tên là led gì rồi, không phải SMD đâu mà led nổi này, hiển thị đổi được mấy màu ấy. Thì nó không ngon, nó thay nguyên cái top đi rồi, và thiết kế của nó khuôn cũ thì phải, stem cũ thì phải, hoàn thiện nó cũng chán. Nói chung là bỏ cái con Cherry RGB ra khỏi những con phím kia thì chỗ tiếp theo của nó nên đến là cái thùng rác, đừng lắp lên con phím nào khác cả. Bạn Gia Hưng Vũ hỏi là bộ Outlap V3 có đáng mua không, và trong tầm giá 300k thì bộ nào đáng mua nhất? Thứ nhất là Outlap ngày xưa, cái thời trước nó mới ra thì dùng còn tạm ổn, bây giờ mình đánh giá không cao, tầm giá không đáng mua. Bây giờ thường là nó tặng kèm những con phím kiểu QK các thứ thôi, chứ còn bây giờ ai bán được Snap Outlap đâu. Và trong tầm 300k đổ xuống thì thực ra là 300k đổ xuống thì các bạn lựa chọn, có vài lựa chọn có thể chơi ổn thôi. Cherry này, M1 này, và M1 ngày xưa nó hơn nên bây giờ nó hạ giá thôi. Và MLV2 bây giờ thì nó hơi ít. Còn trên 300k như kiểu TX, AP thì mình đánh giá không cao, không đáng chơi lắm. Đắt mà cũng không ngon. Stabi thì tùy, 50-50. Ai dùng được thì nó ngon, còn ai không dùng được thì nó không ngon. Nó như kiểu là sầu riêng ấy, người ăn được thì rất thích, nhưng người không ăn được thì thôi.
cách xa 3 mét đã cho đi rồi. Và nó cũng không rẻ. Bạn Trần Đức hỏi là Linea và Thắc Thai nào mì ăn liền ngon nhất? Không lúc không phim cắm vào chơi luôn. Thì thực ra là những con bây giờ mà mì ăn liền thì chơi nó cũng tạm được hết rồi. Bạn mua mà bạn xác định không mót gì mà bạn cắm vào chơi thì nó vẫn chơi được. Nhưng mà hỏi mình là con nào mà mì ăn liền ngon thì mình cũng chưa biết trả lời như nào. Có thể là cái khẩu vị của mình nó hơi cao. Switch nó phải đi xử lý đàng hoàng, đầy đủ. Xử lý cho nó ngon lành hết mức có thể rồi thì chơi, chứ không chơi mì ăn liền. Mì ăn liền thì không không biết trả lời sao thật luôn. Đây là những anh em là xem clip này có thể comment ở dưới một số các loại tắc thai và linea ngon để các bạn để bạn thử nhé. Câu hỏi tiếp theo sắp hết rồi đây. Bạn Võ Việt Trí cho hỏi là switch có dấu hiệu chập chờn thì có cách nào khắc phục không? Với phím nhôm bị chóc sơn thì sơn lại tốt hơn hay đi anode lại? Con của em cũng không quá đắt, Mongit M1. Switch có dấu hiệu chập chờn thì thường một có hai nguyên nhân, một là mạch của bạn linh kiện có vấn đề, hai là cái điểm tiếp xúc của cái lá đồng của bạn con switch có vấn đề. Nếu bạn không phải là người hiểu biết sâu và mới chơi thì bạn nên thay con switch đấy xem sao bằng một con switch mới hoàn toàn. Nếu hết rồi thì thôi thay đi, một con switch nó cũng rẻ mà, còn ngồi nghiên cứu kia tính sau. Thường nó tiếp điểm của lá đồng thôi, có thể là nếu mà do bạn overloop bạn rửa loop thì hết, nhưng có thể là do con switch lá đồng nó tệ một thời gian nó tự hỏng ấy, rất khó xử lý. Còn nếu do mạch, nếu mà thay được không được do mạch ấy, thì mang ra thợ liên quan đến một số thợ mà hỗ trợ về lĩnh vực điện tử họ xử lý cho. Như là con M1, M2 nhưng mình biết đi thì cái vấn đề do mạch của nó để double click lúc ăn lúc không rất là nhiều. ACO sản xuất đợt đấy cắt cốt nên là các bên bán họ kêu cũng rất là nhiều và bây giờ ngừng sản xuất con M2 rồi. Con M1 vẫn còn nhưng mà nói chung là đồ đấy nó rẻ nên là nó cũng là một cái hệ quả phải chấp nhận thôi. Bây giờ anh em nếu mà tốt nhất là nếu mà có điều kiện thì thôi tránh đi. Reni lên nổ bây giờ cũng rẻ mà. Con M1 đấy mà bị chóc sơn thì bạn cứ dùng đến chết thôi, đừng đừng xử lý gì cả, không đáng tiền đâu. Mang đi anode mà hơn nửa con phím luôn đấy. Và nó cũng không không ngon. Nghĩa Hoàng hỏi là có câu hỏi là dự định phát triển kênh của anh như thế nào, có định livestream bi phím hay không? Hiện tại thì mình vẫn prefer cái việc là quay offline và post lên hơn thì mình sẽ chủ động hơn được về mặt thời gian. Tại vì so với các anh em khác trong cùng lĩnh vực, cùng làm dịch vụ hoặc là bán hàng hoặc là streaming content creator thì mình rất là kẹt thời gian. Tại vì khác với các anh em là mình không làm full time cái này. Buổi sáng mình làm ngân hàng nữa, làm đến chiều tối về còn gia đình vợ con các kiểu, và cái thời gian còn lại mình còn phải làm đồ, mình trả cho khách đặt cái này cái kia, dịch vụ này dịch vụ kia, xong mình mới có thời gian để mình setup, mình quay một cái như này. Setup quay mà nó đàng hoàng tử tế nó cũng không nhanh. Một cái clip 30 phút setup có khi mất 1 tiếng để có thể vào quay. Quay có thể là quay một tơn xong luôn hoặc có thể giữa chừng hỏng quay lại. Xong rồi quay xong xếp các file edit up rồi các nền tảng mất khoảng tầm 40 45 phút nữa, một cái clip cứ cho là mất 3 tiếng. Nửa tiếng thì đã mất 3 tiếng. Đấy. Đồ đạc phải mua phải dùng xong lại cất đấy, thu dọn đồ đạc nữa. Nên là nó kẹt lắm, mình toàn làm buổi đêm làm nó vất vả. Nên là mong là thấy mình vất vả mà vẫn còn nhiệt tình thì anh em ủng hộ mình để mình nuôi được cái đam mê. Còn nếu giả sử có bên nào mà gửi sản phẩm để review, gửi switch, gửi kit thì ok, mình sắp xếp được thời gian thì mình cũng open, có thể chúng ta có thể thử kết hợp với nhau xem sao. Hồ Thái Đăng Khoa hỏi là muốn bài mod, hỏi bài mod cho switch linear và thắc thai trình tự bơm rửa lốp như thế nào là hợp lý, có nên lúc chân stem cho switch liên hay không và bơm bao nhiêu thì ok. Nó phụ thuộc vào cái con switch của bạn là con switch gì, nó có vấn đề gì, tình trạng của nó như thế nào. Nó không có một công thức chung nào cả, vấn đề nó ở đâu chúng ta giải quyết ở đấy. Ví dụ như là nó sạn, phải xem nó sạn là do như nào nhé. Thường những cái con switch như Cherry sạn bơm đỡ, cream có thể đỡ, nhưng mà có một số con switch sạn do một số cái lỗi rất là của chuối, nó gia công bị cái nhựa thừa nhựa tiếp ở đây ở kia, nhưng mà không phải vấn đề đấy là bơm là hết thì thôi không không xử lý được chẳng hạn. Những con free loop mà free loop nhẹ nhàng thôi thì có thể là rửa một lần hai lần
bằng máy các thứ ok, những con Philips mà đặc quánh mỡ một đống ấy, Philips cả vào lỗ đấy, ngồi lau rửa từng tí một, không hề giống nhau. Và lúc cho linear thì lúc cho stem được, bình thường cũng hay lúc vào đấy để điểm tiếp xúc lá đồng cho nó mượt. Thường là mình những con như Cherry thì bơm trước rửa lại xong rồi lúc, còn những có những con có thể là xử lý hết xong xuôi lúc xong rồi mới bỏ vào bơm cho đều mỡ thôi chẳng hạn. Hoặc là bơm bơm sau khi lúc thì được một cái ưu điểm là nó cái độ ma sát của nó sẽ không nhiều bằng nhưng nó sẽ an toàn hơn cho con switch của bạn nhé. Switch của bạn ví dụ như nó hư hại hoặc nó gia công có nhựa thừa chỗ này chỗ kia mà nó có như kiểu bạn cứ mài mò đi lên đi xuống nhưng lại có một cái mấu thò ra nó mài vào, nếu không có mỡ thì nó lại thành nguy hiểm hơn, nó lại thành một cái vết lõm rất là sâu chẳng hạn. Không có một cái công thức nào chung cả, chúng ta phải kiểm tra và chúng ta tự đưa ra công sức của mình cho mỗi con switch. Bạn HT Hải Nguyễn, em hay gặp tình trạng bung ngàm Snap Cherry, có cách nào khắc phục không? Ngoài Cherry thì có Snap Clip In nào tốt nữa không? Snap Clip In thì có Cherry với TX thôi. TX loại cũ thì mình đánh giá là dùng cũng ok, còn TX loại mới thì thôi, bỏ đi. TX AP mình không đánh giá cao. Tình trạng bung ngàm trên Snap thì có hai trường hợp nhá. Một trường hợp là cái Snap của bạn mod đi mod lại nhiều quá và cái ngàm của nó bạn lắp đi lắp vào nhiều và bạn bẻ nó ra trong quá trình tháo wire, cái kiểu nó bị lõm ở lòng rồi. Thì bây giờ các bạn chữa cháy thì các bạn đệm thêm cái gì như băng dính các thứ thì vào, nhưng nó không phải là cái cách mà ổn. Tốt nhất là thay cái Snap ấy đi. Còn nếu bung ngàm do là keycap của bạn chặt quá, cái stem keycap của bạn cắn Snap và cắn switch chặt quá thì bạn thay keycap đi nhé. Một số loại giá rẻ như XMI các thứ, hay là một số loại không phải quá rẻ như là CMK cũng cắn chặt này, rồi CMK thì rẻ, lại như kiểu EBBT rồi PBT fan rồi các thứ, Domiki rồi cắn chặt dã man rồi. Nói chung là quen dùng CMK rồi thì không dùng những loại kia được. Một là âm cảm giác gõ nó không bằng, thứ hai là nó chặt lắm, thì bạn đổi keycap đấy. Hoặc là mấy loại keycap đấy bạn bạn kiếm con switch nào mà xem to to như kiểu mà NK Cream hay gì đấy hay HB, bạn cứ rút ra cắm vào con switch ở ngoài thôi, đừng cắm lên kit, cứ cầm con switch rút ra cắm vào cái lỗ đấy một thời gian cho nó rộng ra thì nó đỡ. Câu hỏi hôm nay chỉ có vậy thôi, mình trả lời nhanh, mày cũng hết rồi, đang đau họng quá. Rất là cảm ơn các anh em mà đã xem cho tới lúc này, là những người ở lại cuối cùng đúng không? Và mong là anh em vẫn sẽ ủng hộ mình, ủng hộ kênh và ủng hộ những cái dịch vụ của mình đang làm, các dịch vụ về phím, loop mod, assemble, làm stab, bán switch mod sẵn đầy đủ cả. Anh em có thể xem dưới phần mô tả của kênh, của clip này để biết thêm chi tiết. Tiếp theo thì mình vẫn sẽ ra đều các cái clip về hỏi đáp, thì mong anh em có câu hỏi gì thì có thể đặt ra để chúng ta cùng trao đổi với nhau, hoặc là mình biết thì mình có thể giải đáp cho anh em hết khả năng. Bye bye.